Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị và các bạn về UPS tĩnh. UPS tĩnh là một hệ thống trạng thái rắn chỉ dựa vào năng lượng pin như một nguồn khẩn cấp. Một UPS tĩnh bao gồm một bộ chỉnh lưu, bộ biến tần và một thiết bị lưu trữ năng lượng là pin hoặc ắc quy. Biến tần UPS tĩnh cũng bao gồm các thành phần cho máy điện. Hệ thống UPS tĩnh hiện đại được xây dựng với công suất từ khoảng 220 VA đến hơn 1 MVA. UPS tĩnh khác nhau từ 220 VA đến 1 MVA không mắc song song với các thành phần nội bộ. UPS với công suất cao hơn 1 MVA được xây dựng với một số thành phần nội bộ mắc song song sẽ gây nên việc giảm sự chắc chắn. Và đây là sơ đồ của UPS tĩnh. Trên đây tôi vừa chia sẻ với quý vị và các bạn về UPS tĩnh. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi.